Hello everybody, welcome back to my Harogos Gaming channel. Chào bạn quay trở lại kênh Harogos Gaming của mình trong series tạo tiếng này và Baby Pink. Chào tiếng đầu tiên của bạn khám phá trong đầu nội dung video này nhé. Let's go. First night. Because thay đổi lấy sữa và bình được ạ. Cho đưa sữa cho cậu bé ăn không? Baby to drinking table. Diaper. Một chú mèo ạ. Bố lùi. Rồi sao rồi bây giờ? TV on the sofa. Tôi tưởng chúng ta tìm chìm vào trong ổ thôi. Mình không biết điện thoại nhỉ. Signage. Bắt đây chiếc bìm các bạn.
Es lo único que deseaba. Chin for repeat. Got to fit you. Cho mẹ ăn được một cái nào thì bạn. Rồi. Catch me. Xem chuyện gì sẽ đến với thứ ba rồi bạn. Trước này. Perhaps the G to stay. Oh my god, feels me everywhere. Across from upstairs. Bye now. Đã giúp cô bé chật tích rồi bạn. Được quay đi nè, chia phòng rồi. No, oh my god. It's terrible. Thank you.
Oh my god. Ok. ¿Cómo he hecho? ¿Cuál es el título ahora? Granny Tapestry. First day.
Queria um dar agora. Aquí, coño. Tengo que echar con chuta, pero me quedo en el lugar.
What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. To kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun.
que yo tuve la mal, si pasó listo. Pues que cuando me quité a John Willow, me vea. Poppy Playtime. Creo que tú estás loca, tú que echarme el cartón y no vas a estar en Credito Poppy. Pero bueno. Ok, cứ như thế cho chết tất cả học cam để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của nhá. Cái chơi của tụi em phải đơn giản thế thôi. Còn có lại sẽ chuyển qua tình hình tiếp theo nào. Roblox. Một giây nào hỏi. Oh,
Ok, khán giả và cùng mọi người chú ý vào tiếp theo nào. Zombie Defense. Chào lời. Đi tạo cuốn sách cho con nhà nào cậu. Thank you.
tú. Cho ta có được 7 cuốn sách rồi ạ. Now run to the exit door. Đây bạn, đây chính là cái cửa cho thắt ở đây. Cảm ơn chìa khóa tự nhiên cuối cùng trong video của mẹ đồng. Xin hẹn lại 2-3. We must save 7 nostrils to escape this house. Đã tìm những linh hồn thất lạc cho căn nhà này bọn nhé. Tìm xem những linh hồn để trong tài sản rồi. Ok, hãy tìm được 7 cái hồn này để cho anh chiến thắng cho tôi đây bạn nhé. Đó là cái trời của tiệm này, và đây là tiệm cuối cùng trong video của chúng tôi các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.